gì lạ vậy? Rồi sao trúng? Đây là ngày sinh nhật của Sáu Thằng Anh. Hên mà nó trúng á, chia đều cho mỗi đứa, ai cũng có phần cho nó vui đó mà. Sổ số điện tử GMB, một tờ trúng mấy chục tỷ, có khi cả trăm tỷ luôn. Nếu như may mắn, tao cho tụi bay đổi đời luôn. Nè anh, giữ nha, cắt cẩn thận nha. Cái gì? Thằng Ngang đâm đầu vô xe tải rồi. Tội nghiệp anh An, cả đời này làm quần quần, rồi tới lúc anh mất, anh cũng chỉ đem theo đúng một bộ đồ lúc bị tai nạn thôi. Đừng vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ. Đào mộ cuốc mã người ta là phạm pháp đó. Tụi bây sao vậy? Nếu như lỡ ngày mai người ta biết ở dưới có 100 mấy chục tỷ thì sao?